tập 67, cùng nhau ra ngoài ăn. Sau khi đưa tiễn nhỏ Su Dung lên xe về nhà xong, Sang Uôn đi về mà trong lòng không khỏi hoang mang, khi mà nhớ lại lời nói khó hiểu của cô bạn. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta hôm nay là ở ngày thứ nhất, cha Su Dung, cô ta đang nói cái quái gì vậy chứ? Ngày mai, mình phải tuyệt đối làm cho rõ mọi chuyện với cô ấy, phải nói rằng mình không có bất kỳ hứng thú nào với cô ấy cả. Còn đang mãi suy nghĩ về phiền phức của cô bạn, chợt sang ôn nghe thấy tiếng nước chảy ở trong nhà tắm. Cậu nhìn sang phía nhà tắm, trong lòng thầm nghĩ, Nuna, chị ấy đang tắm ư. Lát sau, Mary cũng tắm xong, mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, trên người còn động lại những giọt nước. Mary trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi, nhìn sang cái ghế sofa bên ngoài thấy sang ôn mà nghĩ, ồ, mới đó đã về rồi. Sang ôn thì ngồi trên ghế mà không biết suy nghĩ cái gì đó, vẻ mặt hơi lo lắng. Còn Mary thì nhìn cậu, dường như muốn nói gì vậy. Giây sau, Mary nói, cô ấy về rồi sao? Sang-un giật mình đáp, a ưm, ưm. Mặc dù đã 30 nhưng Mary vẫn rất chi là mờ lem nhé, cơ thể và tâm hồn vẫn là một cô gái trẻ ngây thơ đấy. Sang-un nhìn Mary nói, Nuna, chị cũng vừa mới đi tắm ư, chỉ có muốn thay quần áo khác không? Mary nói, chỉ có thể mặc lại đồ mà cô ấy đã mặc lúc nãy. Sang-un hơi ngạc nhiên thật sao nhưng đồ đó cô ấy đã mặc rồi mà mary hơi hờn dõi nói tại sao cô ấy thì mặc chúng được còn chị thì lại không mặc được chứ sang ôn thấy vậy liền hai tay cung kính dâng lên cho nóc nhà của chị đây ạ à? Xong mary quay đi nói nhân tiện thì em vẫn chưa ăn tối đúng không em có muốn ăn cái gì đó không sang ôn đáp đúng rồi nuna chỉ có muốn ăn món gì không em sẽ nấu rồi cậu đi lại mở tủ lạnh ra xem để xem còn cái gì nào Mary thì im lặng nhìn cậu suy nghĩ gì đó. Rồi Mary nói, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi, Sam-un ngạc nhiên quay lại, hửm. Mary nói lại, hay là chúng ta cùng đi ra ngoài, ăn nhỉ, cũng đã được một thời gian lâu rồi mà. Sam-un lại nói, bên ngoài trời đang mưa, mà, Nuna, hôm nay cũng không về nhà phải không, Mary nói, em đừng có nói vậy chứ, chị cũng mới tắm rồi mà. Rồi Mary hơi xấu hổ, chị sẽ ngủ lại qua đêm ở đây. Sang-un cũng ngạc nhiên ửng đỏ, à, thật sao, vậy được rồi, thế thì. Cậu lại nói, nhưng, nếu ngày mai chị đi làm mà lại mặc cùng một bộ giống với hôm nay thì. Chị không nghĩ rằng những người đồng nghiệp trong công ty của chị sẽ nhìn thấy điều kỳ lạ này sao? Mary nghĩ, mình sẽ ghé sang nhà trước, rồi sau đó mới đến công đi làm việc, vậy là ồn, nhỏ nói, công ty của chị sẽ không quan tâm đến đời tư của nhân viên như vậy đâu, thế thì được thôi, vậy thì. Lát sau bên ngoài trời thì vẫn mưa không đứt. Hai người Sam Uôn và Mary thì đã thay đồ xong, tay cầm dù che mưa ôm nhau đi tung tăng dưới mưa. Sam Uôn nói, theo em nghĩ thì, có lẽ chúng ta nên mang theo một cái ô nữa thì hơn nhỉ. Mary không chịu nói, mưa cũng đâu có lớn lắm đâu. Chỉ thích chúng ta đi như vậy hơn, Sam Uôn đáp, thật sao, vậy thì tốt quá. Sam Uôn được Mary ôm đi bên cạnh, cậu cảm nhận được, từ người của Mary có một mùi hương quen thuộc của con gái hương thơm ngọt ngào của dầu gội nó đến từ mary nuna trái tim mình như cảm nhận được xua tan mệt mỏi hết vậy và thoải mái nữa lát sau hai người cũng đi đến nhà hàng gần đó mary cũng đã gọi món xong xuôi hết luôn sang ôn nói là chỉ cần gao bi sao mary nói à ai thèm quan tâm chứ chị thấy thèm và chị muốn ăn thôi nhưng chị vừa mới tắm rồi mà phải không mary mỉm cười nói chị sẽ tắm thêm một lần nữa khi trở về rồi hai người ngồi đó nhìn nhau mỉm cười, không biết về rồi có làm cái gì nữa không đây. Rồi Mary nói, nhìn thấy món ăn này làm chị muốn uống bia quá, chị sẽ order một chai nhé. Rồi Mary quay sang gọi anh nhân viên, xin lỗi, vui lòng mang cho tôi một chai bia với, anh nhân viên liền đáp, có ngay thưa quý khách. Mary được ăn món mình uống, lại được uống làm nhỏ vui vẻ cười híp mắt. Xong rồi mới giật mình nhớ lại, à, Mary nhìn sang sang ôn gọi, à, à. Đúng rồi, em không thể uống rượu được, phải không? Sang ôn thấy Mary hỏi mà xấu hổ ánh mắt liếc sang chỗ khác né tránh. Đúng rồi chứ còn gì nữa, vẫn còn là học sinh mà, ha ha ha. Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho S nhé. Một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. À. Cảm ơn, mãi yêu.